ngày 1 tháng 4, tròn 10 năm ngày thành lập thị xã, nay là thành phố Tân Nguyên. 10 năm thành lập và phát triển, thành phố Tân Nguyên luôn chú trọng đầu tư nguồn lực để nâng chất đô thị theo hướng thông minh. Từ đó đã phát họa nên bức tranh thành phố trẻ, tươi đẹp, văn minh, hiện đại trong thời kỳ công nghiệp hóa, đô thị hóa. Đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Tân Uyên đã được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ văn minh hiện đại, góp phần làm thay đổi nhanh chóng diện mạo đô thị của thành phố. Hiện Tân Uyên có 55 khu dân cư, trong đó có 25 khu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật từ 80 đến 100%. Tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố khu vực nội thị chiếm 100%, hình thành diện mạo đô thị mới năng động. Điểm nhấn nổi bật trong 10 năm qua của Tân Uyên là sự phát triển vượt bậc của hệ thống giao thông ngày càng hiện đại. Ủy ban nhân dân thành phố xác định xây dựng và phát triển hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, từ đó đã bố trí nguồn vốn theo từng năm để đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các địa phương lân cận để nhanh đầu tư kết nối các tuyến đường giao thông theo quy hoạch để tạo ra hệ thống giao thông kết nối giúp việc giao thương vận chuyển hàng hóa luân chuyển đi các tỉnh thành thuận tiện. Các dự án giao thông quan trọng được triển khai như cầu Bạch Đằng 2 và đường dẫn kết nối huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai, đường vành đai 4 nâng cấp mở rộng các tuyến đường DH, tạo đòn bẩy quan trọng để Tân Uyên sớm đạt tiêu chí đô thị loại 2. Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố cơ bản đã hoàn thành và hiện nay các cái trục đường chính của trên địa bàn thành phố Tân Uyên đã được tỉnh triển khai như chẳng hạn đường vành đai 4 và trục đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trân Thành đã là các bước gấp rút triển khai thực hiện. những tuyến đường này sẽ góp phần mở rộng cánh cửa cho Tân Uyên kết nối khu vực các vùng từ thành phố Hồ Chí Minh lên tới Bình Phước, lên tới là các vùng Tây Nguyên và kết nối qua sân bay Đông Thành. Thuận lợi trong việc triển khai phát triển đô thị của thành phố Tân Uyên là được sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân. Nổi bật là việc tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị, tuyến đường kiểu mẫu, thực hiện tốt mô hình tổ tự quản về môi trường, an ninh trật tự ở khu phố, đặc biệt công tác xã hội hóa được người dân hưởng ứng rất cao trong việc tham gia xây dựng các công trình giao thông, đầu tư hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng trên nhiều tuyến đường ngõ hẻm, cho hệ thống giao thông thêm hoàn thiện. gắn cái ban đầu tuyên truyền, rồi xây dựng cái đường cờ rồi qua đó thì cũng triển khai cái công tác vệ sinh môi trường mà cụ thể là vấn đề mà là, là, là thực hiện cái tiếng đường không rác người dân ở trên cái tuyến đường này cũng rất là phấn khởi. 10 năm phát triển, đô thị Tân Uyên khoác lên mình diện mạo mới, diện mạo của thành phố trẻ, với những bước đi đúng hành trình, chủ trương sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mở ra chặng đường mới phát triển năng động và bền vững.